thú. Dạ cảm ơn đặng đông cho Nhật Quỳnh biết được tình yêu. Dạ nam mô Bích Tha. Dạ dạ sư bà sư có nghe được âm thanh con chưa bạch sư? Dạ sa thú hành thai. Dạ con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đức Phật tính từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con học bài pháp ngày hôm nay. Dạ con chưa biết ngày hôm nay sư giảng đề tài gì, có gì sư cho chúng con biết à. Nam mô Bích Tha. Dạ Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Con kính dâng mít đến sư. Nam mô Bích Tha. Dạ con xin thành kính đảnh lễ đến thượng tọa Minh Hạnh, đại đức Đại Nhẫn cùng chư tôn đức tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Chắc quý vị học bài biết cũng đi quên à, nên bị quên à. Bữa mình học tứ lậu là bốn cái pháp lậu đó, và mình chỉ học được tới dục lậu và hủ lậu thôi. Nó còn tà kiến lậu và vô minh lậu. Những cái pháp này mình quên là chết rồi, là những cái pháp căn bản. Mình biết là phải không? Phải không quý vị? Phải thì trước là mình học đến hủ lậu không? Thì trước chúng tôi nhớ là chúng tôi trình bày nó hơi gấp. Nhà bởi vậy nhà chúng tôi trình bày nó hơi gấp do cái bữa đó cái phần hủ lậu nó dài quá. Vậy thì bây giờ chúng ta học tiếp ở trong cái bài học là bốn lần Asawa là bốn lần. Vậy thì tiếp tục là phần tài kiến lậu và hôn lậu. Giờ đây thì chúng tôi xin được thành tâm làm lễ tâm ở một cách tiếp tục đó. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavantang Api Wa Devi Sokato Bhagavata Tammo Thammang Namassami Suttibhattiho Bhagavato Sāvaka Sangho Sanghang Namami Lokasana Thangvara Muttamahang Buddhang Cha Thammang Cha Bhanamami Sanghang. Đệ tử xin nghiêm tình thân khẩu ý tán dương ân đức của Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Phần phút phát sinh do sự tán dương ân đức Tam Bảo một cách tóm tắt, xin thành kính dâng đến chư tôn Đức Tăng và xin chia điều phút này đến với cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Cầu nguyện hồng ân của Tam Bảo luôn gia hộ quý vị thân tâm tự được an lạc. Nam mô Bụt Thà Giá. Mỗi khi tới cái ngày giảng á, mình không biết sao mà chúng tôi luôn trục trặc về máy móc. Và có bữa thì máy bay nó bay, hôm nay thì máy móc rồi ở tại cái chỗ chúng tôi ở đó thì nó bị ảnh hưởng đến thời tiết, có nghĩa là bị bác sĩ nói là cái gì bị cái gì ảnh hưởng khí hậu thời tiết mà do vậy mà người chúng tôi nó nổi đầy giống như là nó bị đai vậy đó nha. Nó nổi lên riết cho nên nó xẹp rồi nổi nữa, xẹp rồi nổi thôi, rồi ngói thì nó bay như là quầy đồng, như quầy đồng trống vậy đó. Mà quý vị biết rằng chúng tôi thì đến cái môn này là chúng tôi thích và biết là ở trong cái phần cơ bản này nè, chúng tôi thích. Thành ra chúng tôi dù có như thế nào nữa chúng tôi cũng ráng cố gắng để thuyết giảng cho quý vị nghe. Bây giờ thì chúng ta tiếp tục bài học mà tứ lậu, là bữa chúng ta học về dục lậu, ngũ lậu. Hôm nay thì đến tà kiến lậu. Tà kiến lậu Mít tha sao quá. Tà kiến lậu ở đây có nghĩa chữ lậu bị nhớ rồi ha, là chữ lậu, lậu hoặc a sao quá, có nghĩa là những cái gì mà nó thấm rình,
nó rờn rớt. Nó rờn rớt như thế nào? Nó rờn rớt ở cõi người, cõi khổ, cõi trời à, rồi nó thấm định. Thấm định là ở trong một cái chỗ nào đó nó thấm à, nó rỉ chảy ra. Thành ra chúng ta gọi là thấm định. Vậy thì chúng ta rỉ chảy ra có nghĩa là chúng ta có mặt ở cõi người hay ở cõi khổ hay là ở cõi trời đó à, thì cái nghĩa à, thấm định của nó à, là như vậy đó. Em chữ lậu à, chúng ta nhớ chữ lậu á, a sa quá và là thấm định rơi rớt đó, chúng ta nhớ à, nó thấm định nên mà gọi là nó làm cho mình có mặt ở cõi này cõi kia. Rơi rớt cái gì mà rơi rớt? Nó làm cho mình có khi mình rớt ở cõi người, có khi mình rớt cõi khổ, có khi mình rớt ở cõi trời. Đó, nó rơi rớt là như vậy, nó thấm định là như vậy. Quý vị nhớ à, cái điều này nó rất là hay à, coi như là mình làm cái vốn liếng của mình à, mình làm cái vốn liếng của mình à, ở trong đời này và đời sau luôn đó. Rồi bây giờ là cái chữ kiến lậu à, có nghĩa là tà kiến á, thuật ngữ để chỉ cho cái sự hiểu sai về chân lý à, hiểu sai về chân lý, hiểu sai về cái thực tướng pháp. Có một cái danh từ Bali là Vipallasa. Vipallasa nó cũng đồng nghĩa với cái chữ tà kiến à, nó cũng đồng nghĩa với chữ tà kiến. Mà Vipallasa này á, có nghĩa là gì? Có nghĩa là nó đảo ngược à, Vipallasa có nghĩa là đảo ngược à, đảo ngược. Vậy thì đảo ngược có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái gì á, mà vô thường nó cho là thường, cái gì mà khổ á, nó cho là lạc, cái gì á, mà vô ngã á, thì nó lại cho là có ngã, cái gì mà nó bất tịnh thì nó lại cho là tịnh đó. Vậy thì quý vị thấy rằng cái chữ tà kiến lậu, cái chữ tà kiến nó đồng nghĩa với cái chữ viết băng la sát. Mà quyết banh la xá có nghĩa là đảo ngược. Mà cái gì đảo ngược à, hãy mà cái gì mà thường nó cho thường à, khổ nó cho là lạc à, vô ngã nó cho là có ngã, rồi à, bất tịnh nó lại cho là tịnh đó, thì tà kiến nó làm gì đó. Thành ra có những cái câu Phật ngôn trong vô thường tưởng thường, trong khổ tưởng lạc, trong vô ngã tưởng ngã, trong bất tịnh tưởng tịnh đó, chúng sanh đi đến tà kiến tâm động à, tưởng tà vọng bị ma trói buộc chặt à, không thoát khỏi ác nạn đó. Thành ra chúng ta thấy rằng là đó là có nghĩa là vướng vào những cái điều đó là bị ma trói buộc à, hoặc là bị trói buộc ở trong cái dòng sinh tử luân hồi này. Tiếp theo thì chúng tôi trình bày cho quý vị biết được là tại sao mà chúng ta có cái duyên tà kiến này. À, tại sao mà chúng ta có cái duyên hiểu sai này? Tại sao vậy? Tại vì á, quý vị biết rằng á, chúng ta ảnh hưởng à, chúng ta ảnh hưởng với cái sự, những cái lời nói hoặc là cái tầm mà những cái tư duy, những cái đời trước người ta truyền lại á. Ví dụ như ở trong kinh nói rằng là có một số vị sa môn và la môn có thắng trí à, có thắng trí giới thiền, có thắng trí có nghĩa là có thần thông á, à, có túc mạng thông á. Thành ra những cái vị này á, nhớ lại à, hồi lúc mà mình sanh ở cái cõi Phạm Thiên á, mình có thấy một cái vị Phạm Thiên ở trên đó à, mình có thấy một cái vị Phạm Thiên ở trên đó. Rồi sau đó mình chết à, mình chết rồi mình sanh về cõi nhân loại à, mình sanh về cõi nhân loại rồi à, mình chết cái cõi nhân loại, mình sanh lên cõi à, cõi Phạm Thiên, mình thấy vị đó nữa, mình nói trời trời, ông này sao mà mình chết đi sống lại, mình chết ở cõi này mình sanh cõi kia, rồi chết ở cõi kia sanh ở cõi này, nhưng mà bây giờ mình cũng thấy ông Phạm Thiên nào ở đó nữa đó. Thì có nghĩa là những cái vị á, mà có một túc mạng thông, các vị này ngồi, các vị quán, cái túc mạng thông này á là do, cũng như là do cái tâm của chúng ta thanh tịnh, chúng ta nhớ lại. Cũng như bây giờ quý vị ngồi như nè, cũng như bây giờ cái tâm của quý vị thanh tịnh, quý vị ngồi, quý vị nhớ lại cái tuần vừa rồi cũng là chủ nhật là 7:10, 7:15 nè
mình cũng học cái bài này. Rồi cái chủ nhật của cái tuần trước đó nữa, cũng khoảng cái thời gian 7:15 mình cũng học cái bài đó đó, mình học cái bài gì đó. Đó thì coi như là quý vị thấy rằng khi mà tâm của chúng ta đó nếu được vắng lặng thì chúng ta nhớ từng ngày từng ngày, từng cái chủ nhật của tháng này, từng cái chủ nhật của tháng kia, rồi từng cái tháng này của năm vừa rồi, vân vân đó, chúng ta nhớ lại đến nỗi mà chúng ta nhớ cách đây một kiếp sống luôn, là cách đây hai kiếp sống luôn, cách đây ba kiếp sống luôn. Đó có nghĩa là mình có túc mạng thông là như vậy đó. Cái điều này mình làm được không quý vị? Làm được, làm được. Nó có cái, nó mới có cái phương pháp để mà chúng ta tu tập. Nhưng mà chúng ta không tu tập, là đa phần là chúng ta bị vướng vào, say mê vào những cái những cái cảnh thành ra, hoặc là có người thì say mê vào công việc, có người say mê vào cái sự ngủ nghỉ, có người say mê vào cái sự ăn uống, có người say mê vào cái sự hưởng thụ. Đó thành ra quý vị thấy rằng là tâm của chúng ta không có tịnh được, mà tâm của chúng ta nó không có yên tĩnh được. Quý vị thấy không, có những người ha, chúng tôi nhớ những cái người mà ở ngoài chợ mà người ta chơi hụi á, cái người ta nói cái kỳ trước đó bà chưa đóng cho tôi nha, thì hai bà đó nó mới ngồi nhớ lại, người ta nhớ lại từ từ ở tháng trước làm sao sao, cái bà đó mới nói tháng trước là tôi có, kỳ trước tôi có đóng cho bà rồi, lúc đó có bà B bà ngồi kế đó, bà nhớ không, lúc đó vừa ăn gỏi cuốn rồi tôi vừa đóng đó này kia. Thì quý vị thấy rằng đối với cái ngũ dục và đối với cái thế gian á, thì bắt đầu là chúng ta thấy rằng này, chúng ta đụng chuyện là chúng ta có thể chúng ta ngồi chúng ta nhớ liền. Hãy mà nó đụng đến cái gì đó mà nó liên hệ mật thiết với cuộc sống của chúng ta, chúng ta ngồi chúng ta nhớ liền liền. Thì cũng vậy, nếu mà tâm của chúng ta mà tu tập á, là tâm của chúng ta mà có cái sự định tĩnh, có sự trong sáng, thì coi như là cái chuyện mà cách đây một tháng mình cũng nhớ, là mình ngồi mình quán xét mình nhớ là hết. Cái chuyện cách đây một năm mình ngồi mình quán là mình cũng nhớ là được đó. Còn hãy mà tâm mình càng định sâu vô đến nỗi mà chúng ta có túc mạnh thông, thì chúng ta nhớ được đời trước chúng ta sinh ra ở cái chỗ nào, chúng ta làm cái nghề nghiệp gì, nam hay là nữ, rồi hay chết bằng cái nghiệp gì, do vân vân đó, chúng ta nhớ được hết những cái điều đó. Đó thì mấy cái vị Phạm Thiên này nè, đó thì lúc mà sinh ở cổ Phạm Thiên á, thì nhìn thấy ông Phạm Thiên đó, nhìn thấy cái vị Phạm Thiên đó, rồi sau khi chết ở cổ Phạm Thiên đó, rồi tái sanh xuống cõi người, rồi từ cõi người á, rồi sanh lên cổ Phạm Thiên đó nữa, rồi cũng gặp ông đó nữa, thành ra cũng gặp cái vị Chư Thiên đó nữa, thành ra cái vị này mới cho rằng vậy thì có một cái đại ngã, mình là một cái tiểu ngã, thành ra mình cứ chết ở cõi này sanh cõi kia, chết ở cõi kia sanh cõi này, chết qua chết đi rồi sanh lại cõi này cõi kia, đến khi nào mình nó đủ cái vòng tu của nó thì mình sẽ nhập quả đó. Thì do dướng vào cái điều này mà họ có cái tà kiến cho rằng có một cái đại ngã, còn mình là những cái tiểu ngã đó. Thành ra quý vị thấy rằng những cái người đó họ truyền lại từ đời của họ cho đến đời hôm nay. Thành ra chúng ta lâu lâu chúng ta khởi lên chắc mình cũng là con của ông Quan Công đó nha, mình con của cái bà mẫu hoặc là con của bà này bà kia đó, thì do mình bị kiên lại từ hồi ở trong quá khứ, từ hồi ông bà của mình rồi truyền cho mình đến ngày nay. Thành ra chúng ta có một cái tà kiến đó, là chúng ta thấy rằng chúng ta có mẹ sanh mẹ đẻ, cha sanh cha đỡ đầu gì đó vân vân đó, thì những cái đó đều rơi vào cái tà kiến. Vậy thì cái trường hợp đó là do nhớ lại, do chúng ta nhớ lại mà chúng ta nhớ sai, nhớ cặp lớp đó. Rồi cái trường hợp thứ hai đó là do thấy thì cũng vậy, có những cái vị sa môn và tham môn cũng có thắng trí luôn, có thắng trí mà có cái này có thiên nhãn thông, là coi như là thấy được cái chúng sanh đó chết từ cái cảnh giới này,
cái tái sanh về cái cảnh giới khác, cái chết từ ở cảnh giới khác, cái tái sanh đến cảnh giới này. Đó, thành ra đó rồi có một số vị là một số vị cũng có cái thiên nhãn thông vậy. Cái vị đó quán lại cái bản thân mình, là quán lại cái bản thân mình á, là coi như là ủa cái kiếp trước của mình đâu, mà cái kiếp trước của đâu mà của mình đâu, mình không thấy, à, mình không thấy cái kiếp trước của mình đâu hết. Cái vị liền mới cho rằng là à, vậy là tình cờ mình có ở mặt ở trong cái cuộc đời này đó, tình cờ mình có mặt ở trong cái cuộc đời này. Cái vị đó mới kết luận à, vậy thì á là sao, là có một phần á là có những chúng sanh á là do cái nghiệp nó vận hành nó đưa đi tái sanh chỗ này chỗ kia, rồi có một số chúng sanh á là nó tình cờ nó sanh lên thôi, là tình cờ nó sanh lên thôi. Tại sao vậy vị? Tại vì cái vị này á, khi mà quán đến cái kiếp mà mình sanh ở cõi vô tưởng, là hoặc là cõi vô sắc, là mình quán tới lúc đó mình thấy tự nhiên mình thấy mất tiêu rồi, à, mình thấy mất tiêu rồi. Thành ra đó những cái vị đó mới cho rằng là đối với cái cuộc đời này nè, là cái cuộc đời này là không phải là do cha mẹ mình sanh mình ra, à, không phải là do nghiệp nó sanh ra, mà do cái sự tình cờ. Rồi cũng có một số chúng sanh á là do cái nghiệp bất thiện làm cho chúng sanh đó có mặt ở trên cuộc đời này, hoặc là do cái nghiệp thiện gì đó làm cho chúng sanh đó có mặt ở trên đời này. Đó thì coi như là người sống mời bắt đầu người ta đem dạy lại cho người đời sau, là chính bản thân của họ, họ bị vướng vào cái tà kiến, rồi họ đem những cái tà kiến đó họ truyền lại cho đến đời nay, à, cho đến đời nay. Thành ra chúng ta thấy rằng trước khi chúng ta biết Phật giáo Nguyên Thủy, có nghĩa là trước khi chúng ta biết chánh pháp, hiện sao quý vị, à, chúng ta lâu lâu chúng ta tin Ngọc Hoàng, rồi lâu lâu chúng ta tin là à, chúng ta có mẹ sinh mẹ đẻ, rồi ông quan thánh đế ông này ông kia đỡ đầu mình rồi này kia đó. Nhưng mà thật sự ra đó, cái gì nó đỡ đầu mình cũng biết, nghiệp là nơi nương tựa, à, nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, à, của tất cả chúng sanh đó, à, chứ không có ai mà đỡ đầu hoặc là hộ mạng hết đó. Thì coi như là cái trong cái trường hợp này do họ tu tập, à, rồi họ chứng đắc được là những cái chúng sanh đó đó là chết, là chết có một số thì tạo ác nghiệp mà sau khi mệnh chung lại sanh vào nghèo cảnh, rồi có những cái chúng sanh là tạo cái thiện nghiệp nhưng mà sau khi chết tái sanh vào khổ cảnh, tái sanh vào khổ cảnh. Thành ra họ nói trời sao kỳ vậy, sao kỳ vậy, sao cái ông này là coi như là ổng tạo bất thiện nghiệp mà sau khi ổng chết ổng tái sanh lên nghèo cảnh. Cũng như ông thừa tướng mà quý vị coi ở trong kinh điển nó cũng liên quan tới tài kiến đó, thì quý vị thấy rằng cái vị tướng quân này đó, là cái ông tướng quân này đó, ổng là ổng ngồi ổng quán lại, ổng thấy ồ mới cái kiếp vừa rồi mình làm đồ tể mà kiếp này mình lại làm tướng quân, à kiếp vừa rồi đó mình làm đồ tể mà giờ kiếp này mình làm tướng quân, nó sao ngộ vậy đó. Thì ông này mới rồi thôi, cái này nó không có nhân không quả gì hết đó, nó là cái chuyện tình cờ đó. Thành ra đó là quý vị là có nghĩa là do ông không quán được những kiếp trước nữa, những kiếp trước nữa là ông bố thí, ông tham thiền, ông truyền giới đồ này kia, thành ra do cái phước ở cách đó mấy kiếp là nó trổ cho ông trong cái kiếp này ông sanh làm là tướng quân. Nhưng mà ông vừa tử ở cái kiếp sống này, có nghĩa là ông hết tuổi thọ ở kiếp sống này, do cái nghiệp mà đồ tể của ông, thành ra ông sanh lại xuống ở địa ngục đó. Thành ra đó những cái chúng sanh này á là quý vị thấy rằng khi mà thấy không hết, thấy không hết rồi đem ra truyền dạy cho người này người kia, thành ra lúc đó người ta mới duy trì, người ta mới biên chép lại ở trong cái đời sống sau này, biên chép ở trong cái đời sống sau này. Thành ra ngày nay quý vị thấy rằng có những đoàn thể người ta nói ôi chết là hết rồi, chết là hết rồi, chứ đâu có gì đâu. Thật ra đó quý vị thấy rằng cái sự chết của chúng ta đó, sự chấm dứt kiếp sống này là chúng ta liền có đời sống mới liền đó. Chúng ta bất thí sanh thí đó, là tâm tục sinh đó quý vị, tử là tới tục sinh liền đó. Không thể nào mà chúng ta nói rằng là không có cái đời sau,
Nếu mà ai mà vướng vào những cái tà kiến này á, là tà kiến nhất định à, nhất định sẽ rơi vào ở địa ngục đó. Thành ra quý vị thấy rằng nếu á, mà không có đời sau á, không có đời sau á, thì bây giờ mình hỗn loạn hết rồi. Nhưng mà ai cũng có tà kiến này, không có đời sau, hiện giờ quý vị thấy làm sao à, thôi mình đâu có tu tạm chi, quý vị đâu có ngồi nghe pháp làm chi à, mình đi ra mình đi đi nhảy, hoặc là đi mình đi nghe nhạc, hoặc là mình đi ăn nhậu gì đó à, vân vân à, tại vì do chúng ta sợ đời sau à, mình sợ đời sau mình khổ nữa, thành ra bây giờ mình mới ngồi mình nghe pháp, bây giờ mình mới ngồi mình tu tập. Chứ nếu mà chết là hết à, không có đời sau vậy thì quý vị thấy rằng á, mình cũng có tôn trọng cha và mẹ mình chi à, mình cũng có tôn trọng ai hết á, đụng đó là coi như là đụng đó là gây à, đụng đó là mình làm hết đó à, tại sao mình không dám làm vậy? Tại vì mình sợ cái hậu quả đời sau à, mình sợ, rất là sợ cái hậu quả đời sau, nên mình không dám làm những cái điều này đó. Thành ra chúng ta thấy rằng vậy thì cái điếp tha xá quá à, cái kiến lậu này, cái thứ nhất á, là do à, do chúng ta có một cái sự nhớ mà nhớ sai à, nhớ từ bậy đó. Rồi cái nguyên nhân thứ hai á, là do thấy mà thấy sai, thấy không có hết đó. Rồi cái nguyên nhân thứ ba là cái nguyên nhân thứ ba này cũng ghê rợn lắm nha quý vị, cũng ớn ăn lắm à, cái nguyên nhân thứ ba này là do suy luận à, do suy luận, sau khi mình ngồi đó mình suy luận à, cái chớn này là nó hữu hạn hay là nó vô hạn à, rồi tam thiên đại thiên thế giới, nói chung là mình ngồi mình lo mấy cái chuyện mà giống như quý vị thấy rằng ở Việt Nam mình đó mà à, thành lập ra một cái ban mà để nghiên cứu về cái trục quay của trái đất á à, đó quý vị thấy ở Việt Nam mình ghê không. Việt Nam mình là coi như là có thời gian trước á, là coi như là mở ra một cái viện nghiên cứu à, nghiên cứu về cái trục xoay của trái đất á à, để mà biết khi nào mà trái đất mà nó xoay mà nó gần chúng sao chổi rồi đằng kia, đặng mình tham khảo với thế giới để mà cái cách là để làm sao mà cho trái đất với sao chổi á, nó đừng có đụng nhau đó đó. Quý vị thấy rằng là thật ra đó, những cái nước mà chúng tôi nghĩ rằng á, nước Mỹ hay là nước Pháp hay là Đức hay là cái mấy cái nào đó à, thì người ta mở ra cái chỗ mà ta nghiên cứu cái đó là được à, ta nghiên cứu đó là được. Còn ở Việt Nam mình á, thì coi đi nghiên cứu sao mà me mà nó chua quá trồng sao cho nó ngọt mà chúng tôi thấy nó còn hay à, hoặc là ruộng lúa đó mà làm sao mà ăn mà trồng sao mà ăn mà cho nó có chất bổ à, hoặc là cái người dân á, làm sao mà cho những người dân á, đừng có thất nghiệp à, lương làm á, thì à, coi như là lương bổng á, làm nó phải à, có một cái mức à, nó có một cái mức trung bình à, với cái sự mà tiêu xài vân vân à, thì như vậy đó thì cái đất nước nó càng ngày mình người ta làm ra cái đồng lương người ta đủ sống thì sao quý vị, thì coi như là nó bớt đi cái sự mà gây gỗ hoặc là trộm cắp à, hoặc là đánh nhau vân vân đó. Thì ba cái chuyện này đó và ba cái chuyện mà điện này, tại sao mà bây giờ đó là đất nước hình chữ S của mình là coi như là rừng vàng biển bạc à, tài nguyên à, khoáng sản rất là nhiều à, rất là nhiều quý vị. Mà tại sao á, mà coi như là đi học cũng phải đóng tiền, đi vô bệnh viện cũng phải đóng tiền. Mấy bữa trước đó, quý vị biết chúng tôi dẫn dưỡng chúng tôi là vô trong bệnh viện nhiệt đới để trị gan á, cái cô y tá trong đó còn nói sao không à, cái này đi bộ qua bên kia, đi bộ qua bên kia để mà mua sổ khám bệnh, còn chỗ này là chỗ người nào mà người ta mà tim nó gần mà cũng như là nó không còn đập nữa, hoặc là huyết áp nó không còn nữa, thành ra mới gọi là vô cấp cứu. Còn cái này còn đi được là đi xuống kia mua sổ rồi đứng ngay dưới đó xếp hàng chờ khám bệnh. Mời quý vị biết đó, cái người dưỡng của chúng tôi là coi như là cái bụng á thì nó bự lên rồi mà nó cứng nhắc à, rồi hai cái chân á là nó phù hết à, nó phù từ cái đùi tới cái chân luôn đó. Thì quý vị thấy rằng á, rồi mà khi mà mỗi lần cái người bệnh gan nè người ta di chuyển á
là quý vị thấy rằng á, cái mặt mà đang bình thường mà vừa di chuyển cái nó chuyển qua màu đen mà nó đen thui à, nó đen thui à, rất là lạ quý vị. Mà anh ta nói rằng là coi như là còn khỏe, đi qua bên kia, qua bên kia mà đi mua sổ rồi ship hàng khám bệnh đó. Thì chúng tôi nói thật sự ra đó, có nhiều cái á, mà mình càng suy luận á, mình càng suy luận về cái chuyện mà của ở trên mà cái trái đất với cái sao chổi rồi thì kia đó, thật sự ra đó có những cái nước mà có những cái nước đó là coi như là người ta quá siêu, thì người ta nghiên cứu về cái đó được, người ta nghiên cứu về cái đó được. Còn chúng tôi nghĩ thật sự ra đó, đối với cái đất nước mình á, với trong cái tầm tay của mình á, thì chúng ta thấy rằng là coi như là mình nghiên cứu như sao mà đất đai của mình trồng cây trái nó ngọt, mà lúa gạo á nó chất lượng, rồi công việc á là mỗi người người ta đều có công ăn việc làm, rồi thu nhập á ổn định, thì chúng tôi nghĩ rằng rồi đi học á có thể là được miễn phí, hoặc là có tệ tệ lắm á là trong cái độ tuổi nào đó đi học mỗi cái giờ ra chơi á thì được mà khuyến mãi một cái hộp sữa mà sữa mà đừng có sữa mà còn đát nha, mà sữa mà uống vô mà không có đi nằm bệnh viện á đó, thì chúng tôi nghĩ rằng những cái điều đó đó thì sẽ sau này sẽ làm cho con người của mình nó càng ngày nó càng phát triển lên. Còn còn cái chuyện mà nghiên cứu về mà cái trái đất với sao chổi thì chúng tôi nghĩ rằng là không do chị Mỹ với anh Pháp đồ á, người ta nghiên cứu rồi nó hay hơn, nó nghiên cứu hay hơn quý vị đó. Thành ra đó cái duyên mà để mà phát sanh cái kiến lậu này đó cũng do suy luận, do suy luận, bởi mà suy luận cái này á là coi chừng không khéo, không khéo là cái tâm mình nó rơi vào điên đảo tưởng, điên đảo tưởng chích tác viết ban la sát, cái tâm của mình nó trở thành điên đảo tưởng, chứ không phải giỡn như vậy đó. Thành ra ở trong cái phần này á, chúng tôi muốn để giải thích cho quý vị nghe thêm là đối với cái kiến lậu này tại sao mà nó phát sanh đó, do chúng ta nhớ sai, thành ra kiến lậu này nó phát sanh, rồi do chúng ta thấy sai rồi cái kiến lậu này nó phát sanh, rồi do chúng ta suy luận sai, suy luận mà nó quá tầm hiểu biết của mình, nó vượt khỏi cái tầm hiểu biết của mình, thành ra đó nó coi như là nó dẫn đến cái kiến lậu này, nó dẫn đến cái tà kiến đó. Thì chúng ta nhớ rằng là nếu mà chúng ta mà cứ vướng vào ba nguyên nhân, ba cái này là phát sanh, dễ phát sanh cái kiến lậu, thì cái kiến lậu này đó, cái chi pháp nó là gì? Cái chi pháp nó là tâm sở tà kiến. Cái kiến lậu này là chi pháp của nó là tâm sở tà kiến, mà nó có ở trong đâu? Nó có ở trong bốn tâm tham hợp tà, nó có ở trong bốn tâm tham hợp tà. Đến khi nào mà chúng ta chứng đắc được thánh Tu Đà Quần, trở thành một quý vị thánh Tu Đà Quần rồi, thì coi như là lúc đó chúng ta chấm dứt cái kiến lậu này, chúng ta đoạn tận được kiến lậu này rồi. Vậy thì tại sao mà chúng tôi nói cái điều này ra cho chúng ta nghe, cho quý vị nghe, để quý vị biết rằng là khi nào mà chúng ta là một cái vị mà thánh Tu Đà Quần thì chúng ta mới đoạn được cái tà kiến này. Còn chúng ta mà mới có mà thánh sơ sơ thôi đó, thánh mà cũng như là thánh giống như là thánh giống gì đó, là chúng ta không có đoạn tận được, chúng ta chưa có đoạn tận được cái tà kiến này đâu. Thành ra chúng ta còn phải ngủ ăn chung với chánh pháp, có nghĩa là chúng ta phải đi sâu đi sát, giống như là mình ăn chung ngủ chung với chánh pháp đó, để làm chi, cho cái kiến lậu này nó đừng có phát sanh lên. Rồi tiếp theo là vô minh lậu. Vô lậu có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái sự si mê, cái sự không có hiểu biết, cái sự si mê, cái sự không hiểu biết, mà không hiểu biết cái gì, không hiểu biết cái gì, không biết đến khổ, không biết đến cái nguyên nhân sanh khổ, rồi không biết cái sự diệt khổ,
rồi không biết cái con đường dẫn đến diệt khổ, rồi không biết quá khứ, không biết vị lai, không biết quá khứ, không biết vị lai, không biết về lý nhiên sinh. Đó có nghĩa là chúng ta đó thì giống như là Đức Phật nói ha, là ở các dục đó, nó thật ra trong các dục nó có vị ngọt, nhưng mà ở trong cái vị ngọt đó đó là nó tiềm ẩn, nó chứa ẩn cái vị đắng ở trong đó. Mà nếu mà chúng ta không biết nguy hại của cái vị ngọt đó đó thì chúng ta không có xuất ly được, mà chúng ta không có xuất ly được, có nghĩa là chúng ta không có rời khỏi được với các dục đó. Thành ra đối với cái vô minh này á, là nó không biết về những cái điều này, là không biết đến khổ. Có nghĩa là quý vị thấy rằng ở trong đời sống của chúng ta là cái sự khổ luôn luôn nó xoay quanh mình, là đối với bất cứ một cái hành động nào hoặc là một cái hiện hữu nào đó còn trong thế gian này nó đều còn bị chi phối bởi cái sự khổ đó. Rồi khi mà chúng ta khổ như vậy đó, rồi chúng ta cũng không có biết cái nguyên nhân nó sanh khổ. Cái nguyên nhân nó sanh khổ là do cái tham ái, là cái tham ái nó dẫn đặc, nó làm cho nó phối hợp với vô minh, là đó, rồi nó làm cho chúng ta có cái quả là khổ đó. Rồi mình không biết được cái sự gì khổ, không biết cái con đường dẫn đến gì khổ. Nếu mà nói gọn lại á thì chúng ta thấy vô minh này đó là cái nền tảng của tất cả bất thiện pháp, là chính cái sự không biết tứ đế nó làm cho ô nhiễm, là nó ngăn chặn mình giải thoát khỏi sanh tử luân hồi này đó. Chúng ta nếu mà nói về vô minh thì chúng ta biết, chúng ta cứ nắm ngay chỗ mà cái điều mà đáng biết là không biết, cái điều không đáng biết là lại biết đó. Thành ra nó giống như là cái chuyện mà cái đất sao chổi đó. Đó mình thấy rằng những người mà coi như mà cứ nghiên cứu cái đó biết đó, là mình biết rồi, cái điều mà nó không đáng để cho mình biết, là không đáng để cho mình biết đó, thành ra mà mình lại biết mấy cái chuyện đó để làm gì, mà tại vì nó quá tầm tay của mình, là nó quá tầm tay của mình rồi. Mình mà đem ra mình mà nói, ví dụ như giờ quý vị mà đem ra quý vị nói rằng là quý vị có thể là ngăn được sao chổi không cho nó đụng vào cái trái đất, nếu mà mình đem ra mình nói cái điều đó là mình bị nhốt liền, là nhốt mình vô bệnh viện liền, là bệnh viện tâm thần liền. Thành ra cái điều đó mình không cần biết. Còn những cái sự khổ, nguyên nhân sanh khổ, rồi cái sự diệt khổ, con đường dẫn đến diệt khổ đó, hoặc là đối với các cái dục mà nó có vị ngọt ở trong đó, thì thật sự là nó có vị ngọt đó. Quý vị thấy rằng ở trong cái đời sống này không có gì mà không có vị ngọt không, có gì mà nó không có vị ngọt quý vị không, nó luôn luôn nó có cái vị ngọt ở trong đó. Nhưng mà nếu mà chúng ta không có cảnh giác, không có cảnh giác, không có xuất ly được những cái điều đó, thì coi như là nó sẽ làm cho chúng ta dễ bị khổ, chúng ta sẽ rất là dễ bị khổ ở những cái cảnh giới đó. Nói chung đó là ấy, mà giống như là bây giờ mà mình ăn đồ ngọt nhiều quá đó thì coi như là mình sẽ bị đủ thứ chứng bệnh, từ răng miệng đến bao tử rồi này kia vân vân. Thì cũng vậy, đối với các dục á, nó làm cho mình cứ sanh mãi ở trong dòng sanh tử luân hồi này. Thành ra đó, trong cái trường hợp đó mình không biết được, mình không biết được cái nguy hại đó thì gọi là vô minh. Vậy thì cái chi pháp của vô minh á, vô minh lậu này á, chính là tâm sở si mô há chê tá xí cá, là tâm sở si. Tâm sở si thì có mặt ở đâu quý vị? Tâm sở si thì nó có mặt ở đâu quý vị nhớ không? Sở hữu si có mặt ở đâu? Sở hữu si, quý vị còn ai nghe được âm thanh của chúng tôi hay không? Sở hữu si nó có mặt ở đâu? Sở hữu si, đúng rồi, sở hữu si có mặt ở trong 12 tâm bất thiện đó. Do cái si này nè, nó che mất cái thực tính đó, thành ra mình mới có tham, mình mới có tham quý vị đó.
rồi do cái si này nè nó che cái thực tướng pháp, thành ra mình mới sân đó. Thí dụ như quý vị thấy rằng là bình thường á, mình giảng là thí dụ như là mình giảng là bình thường là mình nói ôi ngũ uẩn danh pháp sắc pháp rồi này kia, nhưng mà tại sao mà lúc đó mà mình sanh khởi lên tâm sân với người đó, là mình nóng đập bàn với người đó, tại vì do sở hữu si này lúc này nó che lại rồi, nó che lại rồi, nó không có cho mình nhìn thấy là đó là ngũ uẩn hay là danh pháp sắc pháp gì hết, mà nó do nó cho mình thấy đó là bà tám hay là bà bảy nhà, hay là cái ông đó này kia, ông tào lao rồi này kia đó, có nghĩa là do cái sở hữu si lúc này nó che cái thực tướng pháp lại rồi, thành ra lúc đó đó là chúng ta coi như là chúng ta mới sân với cái đối tượng đó. Còn nếu mà chúng ta không bị cái sở hữu này á nó che lại á, thì coi như là chúng ta thấy rằng cuộc đời này nó là như vậy đó, là hôm nay thì nó như vậy, ngày mai thì nó thay đổi, là các pháp hữu vi nó luôn luôn có cái sự biến đổi. Nếu mà sở hữu si á mà nó không có che cái tâm mình lại á, thì coi như là lúc nào mình cũng có cái tinh thần đó hết, nhưng mà do sở hữu si nó che cái tâm mình lại rồi, thành ra coi như là mình coi như là mình thấy ông đó bà đó không. Chính vì vậy mà mình mới sân lên, hoặc là mình mới tham đắm lên đó. Vậy thì chi pháp của ngôn đó là các có nghĩa 12 tâm bất thiện, là có mặt ở trong 12 tâm bất thiện. Mà đối với cái ngôn minh lậu này á, khi nào chúng ta chứng đạt quý vị A là hán đạo, A là hán quả, là một cái vị thánh tứ đạo tứ quả, mới đoạn tận được vô minh lậu này. Là thành ra cái này là ngày về đối với chúng ta rất là mong manh, rất là mong manh quá. Khi nào chúng ta chứng đạt thì coi rất là mong manh mới tới nhà đó. Vậy thì chúng tôi đã trình bày cho quý vị nghe về tứ lậu, đó là dục lậu, hữu lậu, tà kiến lậu, vô minh lậu. Rồi vậy thì làm thế nào mà để mà chúng ta diệt trừ được là cái những cái dục lậu này, hoặc là hữu lậu, hoặc là tà kiến và vô minh lậu, làm thế nào? Chúng ta chỉ có đi theo một cái con đường bát chánh đạo, là một cái con đường bát thánh đạo, một cái phương pháp thực hành rốt ráo, là một cái phương pháp thực hành rốt ráo bằng bát thánh đạo, đó là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp mạng, chánh niệm, chánh tu tấn, chánh định đó. Chúng ta chỉ có đi theo cái con đường thôi. Mà thể mà chúng ta muốn đi theo cái con đường này á, trước tiên thì sao quý vị? Đối với cái bát chánh đạo á, thì chúng ta tu tập về chánh kiến, chánh ngữ, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, rồi chánh niệm, chánh tinh tấn, chánh định đó, chúng ta tu tập vậy phải không? Nhưng mà chúng ta làm sao bắt đầu, chúng ta đi vào, chúng ta tu tập, thì chúng ta phải trước tiên chúng ta phải nghiêm trì giới lực, mà chúng ta nghiêm trì về giới lực. Giới lực á, Đức Phật á ra chế ra là đúng là tại vì mà có người phạm, thành ra Đức Phật mới chế ra cái điều học đó. Nhưng mà quý vị thấy rằng khi mà Đức Phật chế ra cái điều lực này đó để chi? Để ngăn ngừa những cái ô nhiễm là ở ngay trong hiện tại, và ngăn chặn là những cái ô nhiễm ở trong tương lai đó. Thành ra đó, chúng ta đi theo cái con đường bát chánh đạo đó, thì trước tiên á là chúng ta phải có sự nghiêm trì về giới lực đó. Thứ hai á là chúng ta phải hộ trì các căn. Hộ trì các căn có nghĩa là như thế nào? Mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm, ý suy nghĩ, là chúng ta không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng, là có nghĩa là chúng ta không có nắm giữ là cái người đó mặt hay ốm, da đen da trắng, hoặc là người đó là người thân hay là người thù đó, vân vân. Đó thì chúng ta không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng, là có nghĩa là chúng ta hộ trì các quyền. Ngoài cái sự mà nghiêm trì giới lực đó, chúng ta còn phải có cái sự hộ trì các căn của chúng ta đó, thì lúc đó đó chúng ta mới tu tập được. Còn bây giờ đó mà chúng ta không hộ trì các căn
là chúng ta cứ đi coi, mà đi soi mói, mà soi mói con người này sao, người kia làm sao, đồ này kia đó, là coi như là chúng ta không tu tập được, mà cái phiền não nó cứ sanh khởi trong tâm mình biết. À, cũng giống như mà chúng tôi kể mà cái ông Việt Nam đó, ông đi thọ trì đầu đà trong những cái đại lễ, đại lễ đó, làm lễ đầu đà đó, thì ông đó ông cứ đi coi người nào ngủ ra, người nào ngủ ngồi, người nào ngủ rồi dựa vô băng ghế, người nào ngủ dựa giúp tường, rồi ông đi lên ông hỏi cái người mà ngủ cà gật như đó mà ông có dựa đó thì được bao nhiêu công đức phước báo, rồi cái người mà dựa tường ngủ quá thì bao nhiêu công đức phước báo, rồi cái người mà ngồi trên ghế đó dựa rồi ngủ rồi được bao nhiêu công đức phước báo. Nhưng mà hỏi lại đó thì từ chiều giờ ông làm gì, thì coi như là ổng là quý vị thấy rằng là chiều là 4 giờ là ổng vô chùa, rồi xong rồi ổng cái giọng rồi ổng đi lên cầu thượng nha, ổng ngủ vị sư nói lại á, cái ông nội đó là hồi chiều đó, ông vô chùa mình á, lúc đó là 4 giờ nha, rồi ông mượn cái võng ông lên bút cái lầu á, ông ngủ tới gần 1 giờ mới dậy đó, hình như ông khỏe rồi, bị khỏe rồi ông tỉnh nè, ông tỉnh rồi ông động đi coi, mà ông đi coi coi hai sao cái lát ông vô ông biêu là ông đem ra ông hỏi thì chúng ta nghe các vị sư người ta cũng tưởng thiệt, mà tưởng mình thắc mắc ra ngán cố tâm trả lời, nhưng mà quý vị biết là lúc đó sau này mình phát hiện ra trời ông này ông chọc người ta, ông phá người ta quá đó, thành ra nó quý vị thấy rằng là vậy thì ông đó cũng đâu được công đức phước báo nào quý vị, mình hỏi với một cái sự mà mình chọc ghẹo người ta đó, mình hỏi với một cái sự chọc ghẹo người ta chứ không phải mình hỏi để cho mình hiểu thêm cái điều mà mình chưa hiểu, hoặc là cái điều mà mình hiểu rồi nó được hiểu thêm nữa, được hiểu tốt thì thật ra đó, không thể nào mà mình lúc nào cũng chú tâm nhắc được, mình có cái sự mà cố ý này là cố ý này mình tu tập, là mình có cái sự cố ý mình tu tập thì coi như là lần này á mình làm không được, lần sau mình làm được, là lần này mình làm được, lần sau mình làm được, có nghĩa là bây giờ đó, thí dụ như là quý vị đi kinh hành mà mình đi kinh hành là mình cũng chú tâm vô là mình đang đi kinh hành, nhưng mà tự nhiên cái bất chợt mình nhớ lại giờ mấy giờ ta hồi chiều ăn gì vậy, hồi chiều quên uống rồi, hồi chiều đó hồi trưa ăn thì ăn ba cái đồ chay, rồi từ hồi chiều tới giờ này quên quậy bột quậy sữa uống rồi đó, thì ở đây chúng tôi thí dụ là khi mình đi kinh hành á, tự nhiên cái trong cái tâm của mình nó nhớ cái chuyện gì đâu mà đó, thì lúc đó mình phải chặn lại thôi bây giờ nên tu tập lát đó, còn cái chuyện mà tu tập xong rồi đó, ví dụ mà lỡ mình có đói quá đó thì đi lên quầy sữa hoặc là đi tìm cái gì đó nó thích hợp để mà mình uống đó, mình ngăn chặn cái tâm của mình lại. Thì thật sự ra thì có nhiều người ta cứ nói rằng là chánh niệm nha, nhưng mà mình phải biết cái phương pháp, là hãy mà mình bị thất niệm bỏ tập lại thì lâu ngày dần dần mình mới có niệm trong quay nghi đi đứng nằm ngồi hoặc là những cái tiểu quay nghi. Nhưng mà chúng ta phải nên nhớ rằng là khi mà chúng ta bị trật, chúng ta bỏ nằm lại, trật bỏ nằm lại, thì coi
là tu ngã chúng ta sẽ được cái kết quả mà chúng ta mong muốn. Vậy thì chúng tôi nói với vị, đối với cái tướng lậu này là dục lậu, hữu lậu, tà kiến lậu, vô minh lậu, chúng ta phải thực hành bằng cái con đường bát thánh đạo. Chúng ta đỏ cái lậu hoặc này, mà chúng ta muốn thực hành bát thánh đạo đó thì chúng ta phải nguyên trì giới lực, là phòng hộ các căn, tiết độ trong ăn uống, chú tâm cảnh giác. Chúng ta phải có những cái pháp này là nó vững, là chúng ta đi vào ở trong tu tập ở trong bát chánh đạo thì nó mới có cái cơ hội, có cái khả năng để mà thành tu. Thì kính thưa quý vị, chúng tôi ráng giảng cho nhanh để mà hết hai cái chi pháp này thì đúng với thời gian. Chúng tôi thì chúng ta sẽ học về tứ bậc. Mà kỳ sau là chắc bạn chắc rồi, mà kỳ sau như là tư rằm tháng tư rồi đó quý vị. Kỳ sau là các bạn chắc là hẹn gì. Bây giờ thì chúng tôi xin được kết thúc với cái phần phước nào mà chúng con đã tạo được, xin thành tâm dâng đến chư tôn đức tăng và xin chia đều phước này đến quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Mong cho quý ngài quý vị được an vui và tấn hóa trong giáo pháp của đức Phật Gautama. Và cũng xin hồi hướng phước này đến tất cả vị chư thiên mượn trong 10 muôn triệu thế giới Sa Bà, nhất là chư thiên muôn trời đế thức và chư thiên tứ đại thiên vương, các vị chư thiên hộ trì chánh pháp, các vị chư thiên ngự xung quanh chỗ ngủ chúng tôi và nơi nhà của quý vị, luôn cả các vị long vương càng thập bà ngã quỷ Atula, những chúng sanh già so, những vị chư thiên túi yên dương, cùng tất cả chúng sanh phước mặt phước mài và chúng sanh ba giới bốn loài quan lý thọ lãnh đồng đều nhau cả thải. Nam mô Bụt Thà Dạ. Nhà sa tử sa tử chúng con kính tri ân đại đức Phật tính đã giảng bài học ngày hôm nay, để cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo từ sự nữa. Nhà chúng con kính tri ân sư. Và con kính thỉnh thượng tọa minh hạnh chúc phúc cho luôn chúng con được trọn vẹn phước báo. Và con kính lên mục đích sư. Sư Cạn Đông ơi, thượng tọa minh hạnh còn ở trong không sư Cạn Đông? Dạ. Dạ con kính thỉnh đầy đức Phật tính chúc phúc cho con, cho chúng con được trọn vẹn phước báo. Dạ kính dân mất đến sư. Tất cả phước báo hằng có đến người, cầu xin chư duyên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, cho được thành tu mỹ mãn, cho được thành tu mỹ mãn, cho được thành tu mỹ mãn. Nhà sa tu lần hai chúng con kính tri ân thượng tọa minh hạnh đại đức Phật tính đại đức tuệ nhẫn cùng chư công đức đã bầu luân chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới và học pháp. Và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng, kính mời quý Phật tử cùng nghe pháp hồi hướng. Nhà đề hoa ta sâm chi hà ra hoa suy hê tự về ra về bồ thi ra về tạ hình tạ hình ta tham ma đà đề na pa văn tu bồ chi ta so thiền ca đoàn tệ tha vi hà pha măng đà lệ thề ra cha ma cha na wa ca cha vip ca mô sang ra mi ca đà na pa ti u pa sa ca ga ma cha đệ sa ni ga ma cha is sa ga Sapa na bhuta sukita pawan bhute
cha la pu cha ye pi cha an da tham pa wa se na da ta a tha vu pa pa li ca ni ya ni căng tham ma wa ra pa ti cha te sa te pi du kha sa kha hon tu sang kha yang tha tu ki rang sa tang tham mo tham ma tha ra cha pu cha la tham ko ho tu sa ma ko wa Athaya cha hi ta ya cha Amhe rak tham tu sat tham mo Sat te pi tham ma cha vi no Uth thim sam pap ni ya ma Tham ma vi ya ma we hi te Dạ, chúng con kính tri ân Sư Đại Đức Tăng. Kính cảm ơn quý Phật tử đã luôn tập và luôn nghe pháp. Kính mời quý Phật tử ngày mai nữa 17:30 giờ Việt Nam chúng ta trở lại vào rung học pháp. Kính chào tạm biệt, nghe pháp xin chứng nhất. Thank you.